thử thách giải cứu từ điển. Từ điển tiếng Anh cơ bản của Oxford có 3.367 từ vựng được đính kèm số thứ tự đã được người khiêu chiến ghi nhớ. Ban giám khảo tùy chọn 10 từ vựng bất kỳ. Người khiêu chiến được xem qua 10 từ vựng đó mà không có số thứ tự. Trộn số thứ tự của 10 từ này với 190 từ gây nhiễu được lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3.367. Sau đó, giả lập một hệ thống cắt dây kết nối giữa số và chuông báo động. Người khiêu chiến dùng trí nhớ để mã hóa các từ vựng này thành các con số. Sau đó, tiến hành tìm và cắt những sợi dây có số thứ tự tương ứng với 10 từ vựng do ban giám khảo ra đề. Cắt chính xác 10 trên 10 số, thử thách thành công. Trường hợp cắt sai, chuông báo động sẽ vang lên, thử thách thất bại. Mười từ vựng ngẫu nhiên trong tổng số 3.367 từ vựng của từ điển Oxford dường như là một số lượng khá lớn để ban giám khảo thực hiện việc lựa chọn của riêng mình. Độ dài ngắn của mỗi từ vựng cũng là một cản trở khá lớn cho Tấn Kiên ghi nhớ để mã hóa các con số, truy xuất thông tin một cách chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, bốn vị giám khảo đã vừa chọn ra 10 từ. Dĩ nhiên là trong đó chúng tôi sẽ cài cắm những số gây nhiễu và mời các cô trợ lý khoa học hãy điền những cái số gây nhiễu đó lên. Các con số hoàn toàn được trộn ngẫu nhiên và không theo thứ tự nào trên hệ thống. Tấn Kiên sẽ áp dụng phương pháp gì để có thể truy xuất được 10 từ vựng? Hơn 3.600 từ, mà mỗi một từ ấy thì bao giờ nó kèm theo những cái từ khác nữa rất là nhiều. Cho nên số thứ tự nó khác hẳn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm ma trận này. Những con số rất là na ná nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi 10 từ mà giám khảo đã chọn cho bạn. Xin mời. Đó là nervous, outstanding, determination, ultimately, reasonable, subtitle, exaggerated, allow of, empty, và squeeze. Vâng, thưa quý vị, trước tiên tôi sẽ thử cắt một cái dây trật để quý vị xem chuyện gì nó xảy ra. Nói trái quý vị ạ. Thế thôi, em nhớ nha. Không hy vọng anh nghe những âm thanh này nhá. Thì thôi cho người ta nhớ từ hay là người ta chỉ đưa ra đáp án đi thôi. Thì đơn giản thôi. Không, phải bắt người ta đi gỡ bom. Rồi làm cái tiếng kêu đinh tai nhức óc y chang thiệt luôn. Tôi cảm thấy khá là thú vị. Nó sẽ giúp cho khán giả trong trường quay có những cái cảm xúc rất là hồi hộp. Mời bạn bắt đầu khôi phục lại ký ức của mình. Thời gian bắt đầu. Điều lo lắng nhất của mình bây giờ đó là lo sợ những yếu tố bên ngoài có thể tác động đến sự tập trung của bản thân mình. Bởi vì có rất là nhiều ánh đèn, khán giả cũng như là ban giám khảo. Có những từ nó khá là phức tạp bởi vì nó nhiều âm tiết cũng như là ngữ nghĩa của nó khá là trừu tượng, cảm giác là nó khá là khó nhớ. Chúng mình chọn mặt mà ngẫu nhiên nhưng mà mình nhìn á, đúng không? Nó phân chia ra thành các cái khu vực. Chúng ta có thể nhớ thậm chí mang máng nó ở cái quãng nào đấy, nhưng mà khi mà tra từ điển thì không bao giờ chúng tôi để ý là nó đứng ở thứ bao nhiêu cả. Rồi xong rồi. Ghi nhớ xong 10 từ vựng của ban giám khảo chỉ trong một thời gian ngắn. Và đây chính là lúc Tấn Kiên thể hiện năng lực trí tuệ của mình. Cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút. Vâng, thưa quý vị, bạn của chúng ta sẽ tìm 10 cái số thứ tự tương ứng với 10 từ này. Bạn ơi, mình qua đây một tí nhé. Hành trình của bạn
là chúng ta sẽ lên thang và chui qua cái đường hầm này. Ở trên đó chúng tôi để dây chằng chịt. Bạn sẽ dùng kéo để cắt cái dây có cái số tương ứng. Bạn muốn cắt gì cũng được, miễn trong phạm vi của 10 cái số thứ tự này. Từ góc độ của Tiên nhìn xuống thì thấy một cái đống bùi nùi dây quá trời dây, không thấy một cái số nào hết luôn. Nếu bạn cắt đúng một từ thì một cái đèn này nó sẽ off, có nghĩa là bạn đã gỡ thành công một trái bom. Dạ vâng. Mọi người đang chờ bạn. Hồi chúc bạn may mắn. Mời bạn. Cái thử thách như thế này tôi với anh Thành Nam làm sao chui qua được. Trong một cái tư thế rất là khó, phải đi qua một cái đường hầm để mà tháo những cái sợi dây bom chằng chịt, thì bạn ấy vừa phải suy nghĩ và vừa phải lưu giữ ở trong đầu những cái con số mà đã nhớ được. Ấy khá là phân vân trong bốn cái đầu tiên, giống như là vẫn chưa có vào đúng cái mood lắm. Mình đã gặp một cái trường hợp đó là một cái từ gây nhiễu. Chuông đầu tiên hình như cái chuông thứ hai. Có một cái lỗi là do mình quan sát nhanh quá cho nên là mình đã lướt qua. Có thể sẽ phải ra xuống hoặc là chạy lên. Đúng rồi, đúng rồi. Mà trong cái điều kiện hơi khó. Mà cái này nhiều khi bạn tìm ra đúng số nha anh. Mà cái sợi dây nó hơi quắn một cái mà cắt lộn một cái là... Bất kể giây phút nào cũng một trong những 10 cái chuông nó có thể reo lên là coi như là xong. Phần thi thất bại rồi. Di chuyển nó khó lắm luôn á. Nhưng mà như thế này thì nó ấn tượng hơn, nó giống hay như gỡ bom hơn nữa. Hay chứ. Quý vị ơi, gối đầu lên tay rồi quý vị ơi. Mọi người phải hiểu rằng cái tư thế mà nằm ra như vậy nó rất là mỏi. Sao mình cảm giác là cái số mình đang tìm nó không tồn tại. Tôi nghĩ rằng rất có thể là nó sẽ có những cái nhầm lẫn nào đấy hoặc khó khăn nào đấy. Và mình tìm một hồi mình vẫn chưa tìm ra, cho nên mình mới quyết định là tìm số sát bên luôn. Đấy là cái chiến lược thông minh. Vì nếu mà bạn ấy mà tìm các cái số theo đúng cái số thứ tự mà bạn ấy đã nhớ được ở trong đầu là từ 1 cho đến 10 ấy, thì bạn sẽ phải đi lại rất là nhiều. Yes, thành công. Mỗi lần mình cắt xong thì mình đều có lén một chút xíu mình nhìn xuống đèn ở phía dưới sân khấu xem là nó có tắt hay không. Cắt.
sắc quý vị ơi. Còn sáu, còn sáu. Hình như cắt. Thật sự lúc đó mình rất là phân vân, bởi vì nếu mà như mà mình cắt sai thì thách thức của mình sẽ dừng ngay lúc đó. Hình như cắt. Và hình như không muốn cắt. Dưới một cái áp lực và dưới một cái tư thế gọi là khó, và phải nhìn và phân biệt liên tục và phải đối chiếu với cả những con số ở trong đầu mình, thì có nhiều người cũng sẽ bị lẫn lộn. Đấy là cái yếu tố gây nhiễu. Liệu Tấn Kiên có vượt qua được thử thách của chương trình? Cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút. Hình như cắt. Và hình như không muốn cắt. Cắt, cắt, cắt. Lại thành công. Rất là may, sự cẩn thận của mình đã bù đắp lại. Và được một nửa chặng đường rồi. Thưa quý vị, cắt, cắt, cắt. Yes. Xuất sắc. Trời ơi, cắt, 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 cắt. Khi mình cắt, mình lựa chọn thì mình rất là tập trung cao độ, cho nên là những cái sự phiền nhiễu bên ngoài hầu như không có tác động đến mình. Vâng, một lần nữa cắt thưa quý vị. Vâng. Yes. Chiếc đèn thứ 8 đã được tắt thưa quý vị. Chỉ còn 2. Có thể một cái điều may mắn, đấy là các giám khảo lựa chọn ngẫu nhiên các cái từ vựng, không có bị trùng lặp mà gì quá nhiều. Và cái điều đấy có thể là sẽ khiến cho là Tấn Kiên có khả năng là định vị được những cái từ đó ở trong những cái khoảng cách xa nhau. Cố lên em trai. Chín đèn thưa quý vị. One more to go. Trong từ điển á, cùng một cái gốc từ nhưng nó có nhiều cái tính từ hay là nhiều cái nhánh khác nhau. Vâng, xin hội trường bình tĩnh, xin hội trường bình tĩnh. Chiếc dây cuối cùng thưa quý vị, vâng. Chiếc dây cuối cùng. Một mặt thì tôi phải đi theo những cái cảm xúc của khán giả, tại vì tôi cũng muốn là một cái người khán giả để cùng trải nghiệm với cả thí sinh cái thử thách này. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi phải bỏ hết các yếu tố về khói lửa ra để chúng tôi nhìn nhận nó ở dưới cái giác độ khoa học. Bình tĩnh em trai ơi.
Giống như cảm giác mà vừa đổ bom xong là ôi hòa bình đấy rồi. Khi mà bạn ấy hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy thì nó cũng tạo cho tôi một cái sự kinh ngạc. Và bây giờ mời em đọc lại số thứ tự và 10 cái từ mà em vừa được mọi người ra đề. Từ đầu tiên đó là từ nervous, có nghĩa là lo lắng. Và số thứ tự của nó là 1941. Chính xác. Từ thứ hai là outstanding, là nổi bật. Và số thứ tự của nó là 2067. Từ thứ ba, determination, có nghĩa là sự quyết tâm. Số thứ tự của nó là 821. Từ thứ tư, ultimately, có nghĩa là cuối cùng. Số thứ tự của nó là 3123. Yes. Từ thứ năm, substitute, là người vật thay thế. Số thứ tự của nó là 2878. Hồi nãy substitute tôi đọc luôn là subtitle. Giờ mới để ý lại là subtitle. Mới để ý anh cũng tưởng là subtitle. Cũng nhầm nãy giờ. Reasonable, subtitle. Trí nhớ của bạn rất là tốt, không phải ai cũng nhớ được. Từ tiếp theo, reasonable, có nghĩa là hợp lý. Số thứ tự của nó là 2883. Wow. Yes. Từ tiếp theo là exaggerated, nghĩa của nó là phóng đại. Số thứ tự của nó là 1067. Yes. Yeah. Từ tiếp theo đó là squeeze, ép vắt. Số thứ tự của nó là 2802. Oh. Từ số 9 là empty, trống rỗng. Số thứ tự của nó là 1001. Và từ cuối cùng, allow of, nghĩa của nó là cho phép. Và số thứ tự của nó là 99. Yes. Xuất sắc. Cho tôi hỏi, 3.000 mấy từ đó bạn có hiểu hết nghĩa của nó hay không? Hay bạn có một cái cách nhớ riêng của bạn? Dạ, tất nhiên là phải có một cách nhớ riêng và phải nhớ hết nghĩa của nó. Oh wow, my god, vậy như vậy là bạn sở hữu một vốn từ khổng lồ trong tiếng Anh đúng không ạ? Thưa quý vị, những con người bằng xương, bằng thịt vừa làm những điều phi thường cho sân khấu, và đó là Tấn Kiên. Nhìn cái ánh mắt của Tấn Kiên lúc đó thực sự là một người chiến thắng. Bạn rất là rạng rỡ, rất là vinh quang. Xin được nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo khoa học. Anh Thành Nam xin mời anh. Chúng ta sẽ thấy rằng là cả cái năng lực trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn được kết hợp với nhau và bạn thể hiện ở trong cái tiết mục này. Phần trình diễn của mình thì Tấn Kiên là đã nhớ được 10 cái cụm số, chứ không phải là con số mà là cụm số. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái bộ nhớ của chúng ta ấy thì là có thể là có cái khả năng lưu trữ vô tận, và nó tùy thuộc vào cái thời gian bạn dành ra để mà ghi nhớ những cái dữ liệu này. Tôi cảm thấy là cái phần dàn dựng này sẽ làm cho mọi người cảm thấy là ấn tượng hơn. Nhưng mà cái phần mà tôi có thể sẽ bớt điểm đi một chút, đấy là do chúng ta đã có một khoảng thời gian để chúng ta thu nạp những kiến thức từ trong cuốn từ điển. Thì cái đấy là cái mà tôi có thể sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ bớt ấn tượng hơn đối với những cái người mà đã từng đi học hoặc là đã tiếp cận với cả ngôn ngữ như tôi. Đó là những cái điều mà rất khó làm cho tôi phải cân nhắc khi mà cho điểm tiếp tục này. Tôi nghĩ rằng là nếu mà bạn ấy đã từng là một cái huấn luyện viên để huấn luyện cho những cái bạn trẻ khác về cái năng lực ghi nhớ, thì bạn ấy cũng đã có một số những cái phương pháp để có thể học được khá là nhanh rồi. Thưa anh thì thực sự ra mình cũng cân nhắc về điều đó là đúng. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là học là một chuyện, còn ở đây là học mà nhớ theo thứ tự của từng từ mình đã học, nó lại là một chuyện khác. Trí nhớ của Tuấn Kiên nó giống như là cái trí nhớ không gian và trí nhớ theo một cái lộ trình nhất định, theo cái thứ tự từ đầu cho đến cuối.
Và thường là trên cái lộ trình đấy chúng ta cũng sẽ có một số các cái mốc để nhớ. Vâng. Tôi nói như vậy không có nghĩa rằng là tôi đánh giá thấp tiết mục này. Và những điều mà bạn thể hiện ở đây ý, thì tôi nghĩ rằng là những cái người bình thường có thể luyện tập nhưng mà không đạt được những cái thành tích như bạn. Thì thực sự là tiết mục này làm cho tôi wow nhưng mà nó chưa sảng khoái lắm. Thực ra thì ở đây tôi lại có ý kiến không phải bênh vực cho Kiên đâu. Học nó là một cái gì đấy, nó không bổ chỗ này nó sẽ bổ chỗ khác. Chẳng hạn như đúng, cái chuyện những người mà học ngoại ngữ thì không cần thiết phải nhớ số thứ tự của từng từ trong cuốn từ điển nó dày hàng mấy nghìn từ như thế, không để làm gì cả. Nhưng mà ở phương diện để có thể có mặt tại đây để chứng tỏ cái năng lực trí nhớ của mình thì nó lại là có ích, lại là có điểm cộng. Như anh Nam nói, trí óc của con người, khối não nó là vô tận đúng không? Sức chiếu nó là vô tận. Thì tại sao các bạn trẻ không học? Học, học, học. Thưa quý vị, và nó sẽ có giá trị ít nhất là trong chương trình này. Chính xác luôn. Vâng. Thời gian để em ghi nhớ 3.367 từ này là 45 ngày. Wow. 45 ngày và... Em mới học gần đây hả? Dạ vâng. Để tham gia cái chương trình này. Dạ. Như vậy là bạn có mục đích đúng không Nam? Thì bây giờ tôi lại trân trọng cái ý chí quyết tâm trở thành siêu trí tuệ Việt Nam. Không, nếu như mà nói như thế này thì lại thuyết phục này. Đây là một thông tin đáng để chú ý. Cái đó là khác hẳn. Tại vì cái chuyện ngôn ngữ anh học không phải là chỉ học thuộc lòng, anh phải hiểu. Thì đó lại là một cái vấn đề khác. Nó chỉ không chỉ là nhớ dữ liệu mà còn phải hiểu cái từ đó nữa. Vâng, nếu thực sự là bạn học được trong 45 ngày với hơn 3.600 từ và hiểu được cả ngữ nghĩa và hiểu được cả cái số thứ tự của từng từ một thì đấy, ngoạn mục đấy. Thuyết phục. Là phi thường. 45 ngày để mà nhớ thứ tự của tất cả các từ thì đây là một cái điều đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Anh Sơn, anh thấy thuyết phục không ạ? Tôi nghĩ là không phải là thuyết phục mà bạn ấy chính là siêu nhân. Với tôi là X-Men. Với tôi, vâng. Thật ra thì mỗi người có một mục đích để luyện trí nhớ. Mình rất là xúc động khi bạn chuẩn bị cả một cái chương trình như thế này. Bạn Nam nói rất là hay, là mỗi một con người đều có khả năng vô biên. Quan trọng nhất là chúng ta dùng cái trí nhớ vào để làm cái gì. Tôi có mục đích dùng trí nhớ để vào cái âm nhạc, để thuộc những nốt nhạc, để tôi đi biểu diễn. Còn bạn, 45 ngày, bạn giải quyết công việc của bạn cũng là để làm gì? Để đi thi siêu trí tuệ Việt Nam. Ngày. Bạn với tôi chính là siêu nhân. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Chúng ta đều có thể trở thành những siêu nhân. Và điểm số của giám khảo khoa học dành cho bạn là bao nhiêu? Xin mời. Một điểm vượt qua 80, thử thách thành công. Và chúc mừng Tấn Kiên, bạn là thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời giám khảo khoa học Trần Thành Nam lên sân khấu trao tặng chiếc cúp danh dự cho bạn. Xin mời. Chúc mừng em. Cảm ơn nhiều. Chúc mừng thành viên mới của gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Tấn Kiên, xin mời.